mình đang đi vô chỗ Vinh Thầy Thiếm nha. Giờ là cũng chiều rồi, không ngày thường chắc cũng đông. Bây giờ chiều mình ghé đây 4:10. Cảm giác đầu tiên là ghé ngoài cổng vô gửi xe thì cũng ok, nhưng mà vô đây chào mời nhiều quá, mấy chị bán hàng rong rồi chào mời nhiều quá. Cũng mua ủng hộ một bộ đồ để vô cúng thầy thím nha mọi người. Đây là đường đi vô. Con lấy phá xe chưa quên? Con nghĩ gì phá không? Vô đây cảm giác thì thấy là chào mời đi vô chủ du lịch, thấy chào mời níu kéo là mình thấy là... cây tràm, tràm gì, tràm gió đỏ. Có mua vé không ta? Vé gì không? Gọi là có đường vô nè, nãy mình chạy đường vô đây khỏi chào mời thẳng luôn. Mẹ đậu lúc kia. Đây sân khấu quá lớn, sân khấu này tổ chức chiều đi, chút ra đi. Khuôn viên trong Vinh rất là mát mẻ, nhiều cây cổ thụ rất là xưa. Nói chung là khách thập phương đi du ngoạn cũng nhiều. Nay là 18 Tết, giờ này cũng chiều. Khách thì cũng còn nhưng mà ít, cũng thưa, không có đông. Vô cúng đi em. Em đi cúng lại đi, gì đâu, đồ gì. Vô đốt cái đi, nó cúng em. Đây là mặt tiền ha. Nó cũng đi nhỏ gì ta cũng bận như lấy thôi. Thank you.
gì vậy? Quẹt cái gì? Đốt không mấy cái này cày nè. Đây là loại đất giấy nè, thiếu con hổ. Chưa? Nó qua bánh gì sinh gì đó. Thỉnh lộc. Thỉnh lộc đầu năm qua đây. Đó cắm nó đi. Hết rồi. Đó bên kia. Đây là thỉnh lộc. Có quy an các bạn, chơi game, ghiền game. Cầm thôi. Rồi qua thỉnh lộc đi. Rồi thỉnh lộc đây, thầy hãy con đất. Bao nhiêu? Mình đi thỉnh lộc ha. Lộc bây giờ không còn. Quay quay quay. Lấy tiền bỏ vô. Đưa qua tiền rẻ không? Tiền rẻ không? Rồi được rồi. Có xin thỉnh lộc. Chỉ còn hai cái rồi, còn cho ông bà ông bố còn. Dạ rồi, cảm ơn. Chưa em? Chưa luôn?
đi. Công viên gồm nhiều cây hành thù đẹp không? Ở nhà truyền thống thôi nè. Đây này. À, lại thỉnh rồi. Sát tiền 100 ngàn. Thỉnh hai cái. Ủa đường này chút vòng cái xe được phải không? Đây là phòng truyền thống của Dinh Thầy Thiếm. Đây là đây là cái bảng ghi sự tích của Dinh Thầy Thiếm đó mọi người, trên Google cũng có ha. Đây là phòng truyền thống nè ha, phòng truyền thống của Dinh Thầy. Đây bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thiếm á. Nói chung là khuôn viên cũng nhỏ, không có lớn, không có rộng, nhưng mà đều đủ hết mọi cái nghi lễ cúng bái. Đây là phía sau. Rồi mình kết thúc video ở đây nha. Giờ mình sẽ đi xuống biển nha, biển La Ghi nha mọi người.